Thưa quý vị, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, những ngày qua, nhiều cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm và người dân huyện Cù Lao Phú Tân đã tích cực đóng góp kinh phí cho các vật dụng hỗ trợ cần thiết nhằm kịp thời chia sẻ giúp đồng bào vùng bị thiệt hại do lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại điểm tiếp nhận của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật, Bệnh Nhân Nghèo và Bảo vệ Quyền Trẻ Em huyện Phú Tân, có rất nhiều hàng hóa của người dân đưa đến nhằm thông qua cầu nối Hội Bảo trợ để gửi đến người dân vùng bão lũ miền Bắc, để tiếp sức cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 vượt qua khó khăn. Những ngày qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật, Bệnh Nhân Nghèo và Bảo vệ Quyền Trẻ Em huyện Phú Tân đã kêu gọi, vận động kinh phí, vật phẩm từ các cấp hội cơ sở, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, chung tay góp một phần nhỏ kinh phí cùng chính quyền địa phương các tỉnh thành phố phía Bắc cất những căn nhà cho người dân có nơi ở ổn định. Người dân ở huyện Phú Tân và một số mạnh thường quân ở nơi khác cũng có cái tấm lòng gửi đến miền Bắc một cái phần nhỏ thôi, gọi là chia sẻ về cái yêu thương. Chứ còn nói đủ là thì không thể đủ được, nhưng mà chia sẻ yêu thương trong lúc khó khăn, trong lúc hoạn nạn thì đồng bào miền Nam hướng ra miền Bắc, đặc biệt là huyện Phú Tân, người dân Phú Tân rất là có cái tấm lòng hảo tâm đóng góp để giúp cho bà con ở miền Bắc có những cái ngôi nhà nho nhỏ để ở cho ấm áp. Qua vận động đợt 1, hội đã tiếp nhận được 70 triệu đồng tiền mặt và gần 4 tấn hàng hóa cứu trợ. Hội đã chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và tổ chức một chuyến xe chuyển hàng cứu trợ đến các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ. Bên cạnh đó, những ngày qua, thông qua các diễn đàn, mạng xã hội, Zalo, Facebook, Tổ từ thiện Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân cũng khẩn trương kêu gọi, vận động người dân cùng chung tay đóng góp hàng hóa, nhu yếu phẩm để gửi tặng đồng bào vùng lũ. Theo đó, tổ vận động được hơn 3.300 kg gạo, 345 thùng mì với tổng trị giá hơn 75 triệu đồng. Thì qua cái cơn bão số 3 thì thiệt hại rất nhiều ở miền Bắc mấy tỉnh. Thành ra người dân miền Nam nói chung, tổ từ thiện Long Hòa và nhân dân xã Long Hòa nói riêng cũng thấy đau xót. Cái đau xót đó mà lá lành phải đùm lá rách, tương thân tương ái với nhau, thì tổ từ thiện Long Hòa lên kế hoạch vận động để hỗ trợ cho bà con miền Bắc. Tuy số lượng không nhiều nhưng mà đây cũng là một cái tấm lòng của người dân xã Long Hòa, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Từ cái chỗ đó mà mình cũng khích lệ cho người dân miền Bắc để mà vượt qua mọi khó khăn. Đồng bào miền Nam luôn luôn hướng về đồng bào miền Bắc. Thì mà mình thì không có góp được nhiều, nhưng mà mình chút phần nữa thôi. Với lại mình kêu gọi một số người mạnh thường quân á, họ ta góp một ít để mà mình đem đến hỗ trợ cho bà con, thì của ít lòng nhiều, được phần nào thì hay phần nấy. Tuy những cái việc làm của mình cái này nó không có lớn lắm, sự đóng góp thì cũng không có lớn, nhưng mà mình cũng lan tỏa đến mọi người để mọi người cùng chung tay với nhau để mà hỗ trợ cho đồng bào ở miền Bắc vượt qua trong cái cơn hoạn nạn này. Cùng với đó, các ban ngành, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Phú Tân cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận các cấp triển khai nhiều giải pháp vận động. Một số địa phương chia nhiều đoàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Bắc. Những việc làm nhân ái, nghĩa tình của người dân huyện Cù Lao Phú Tân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.